Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các hiệu ứng về đèn LED. Chúng ta sẽ điều khiển tấm đèn LED với tấm hiệu ứng như sau. Hiệu ứng thứ nhất là chúng ta sẽ cho đèn LED chớp nháy. Hiệu ứng thứ hai là chúng ta sẽ cho đèn LED sáng chạy từ trái qua phải. Hiệu ứng thứ ba là chúng ta sẽ cho LED sáng chạy từ phải qua trái. Hiệu ứng thứ tư là chúng ta sẽ cho LED xoắn dòng và tắt dòng từ trái qua phải. Hiệu ứng thứ năm là chúng ta sẽ cho LED xoắn và tắt dòng từ phải qua trái. Và hiệu ứng thứ sáu là chúng ta sẽ điều khiển LED xoắn và tắt dòng từ hai bên vào trong. Hiệu ứng thứ bảy là chúng ta sẽ cho đèn LED xoắn và tắt dòng từ trong ra ngoài. Và hiệu ứng thứ tám là chúng ta sẽ cho các LED sáng và tắt xen kẽ. Các bạn hãy đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Bây giờ tôi sẽ giải thích sơ đồ đấu dây của ở trong cái ví dụ này. Thì trong ví dụ này ta sẽ sử dụng tấm đèn LED. Và ở đây là để đấu nối đèn LED thì các bạn lưu ý một vấn đề như sau. Ở đây LED của chúng ta thì cái chân ngắn là chân âm và chân dài là chân dương. Và các bạn nhìn vô phía trong con LED thì các bạn thấy là cái chân âm á, thì nó sẽ to hơn chân dương. Các bạn lưu ý để đấu nối cho đúng cái cực, nếu không thì LED của chúng ta nó sẽ không sáng. Và để hạn dòng cho LED thì chúng ta sẽ sử dụng các điện trở. Và ở đây tôi sẽ đấu nối là không thông qua điện trở để cho LED của chúng ta sáng hơn và chúng ta dễ quan sát. Bởi vì trong cái bề mặt Uno này thì cái dòng của nó cũng nhỏ, cho nên là cũng không có vấn đề gì với LED của chúng ta. Và ở đây ta có tấm LED thì ta bắt đầu ta đấu từ chân 2 đến chân số 9. Ở đây LED đầu tiên là ta đấu vào chân số 2. LED thứ nhì là ta đấu vào chân số 3 và tương tự. Và cuối cùng là LED số 8. Thì ta sẽ đấu vào chân số 9 của bao Uno. Và các chân âm ta sẽ nối chung với nhau. Và ta sẽ đi về chân RMD của mặt Uno. Bây giờ tôi sẽ giải thích code trong cái ví dụ này. Đầu tiên tôi khai bố một biến mẫn gồm tấm phần tử để điều khiển cho tấm LED ở đây từ các chân số 2 đến số 9 và hai biến theo kiểu integer là biến Y và biến R để chúng ta chạy trong vòng lập for và một biến delay để chúng ta delay ở trong vòng vô setup. Chúng ta sẽ khai báo pin mode của các chân điều khiển từ chân 2 đến chân 9 là output và ta dùng bàn lập for để chúng ta diệt qua các cái phần tử này. Ở trong vòng lập for loop thì chúng ta sẽ gọi các chương trình con ra. Ở đây là ta gọi các chương trình con đèn nhấp nháy. Tiếp theo là ta gọi chương trình con LED của chúng ta sáng sẽ chạy từ trái sang phải. Và đây là chương trình công LED của chúng ta sẽ chạy từ phải sang trái. Đây là chương trình công LED của chúng ta sẽ sáng dòng và tắt dòng từ trái sang phải. Đây là chương trình công của chúng ta LED chúng ta sẽ sáng dòng và tắt dòng từ phải sang trái. Và đây là chương trình công để điều khiển LED của chúng ta sáng dòng và tắt dòng từ ngoài vào trong. Và đây là chương trình công để chúng ta điều khiển các LED sáng dòng và tắt dòng từ trong ra ngoài. Và đây là chương trình công để chúng ta điều khiển LED chúng ta sáng sang kẽ. Và đây ta để delay ở mẫu hiệu ứng, ta sẽ để delay 2000 để chúng ta dễ quan sát. Và đây là các chương trình công của chúng ta. Ở trong chương trình công nhấp nháy thì ở đây ta sẽ dùng bằng lập for. Cái bằng lập for đầu tiên của ri này thì chúng ta sẽ thực hiện tóm lần nháy. Và đây là chương trình nháy của chúng ta.
Đầu tiên trong chương trình nhái thì ta sẽ dùng bằng lập for. Đầu tiên là ta cho y chạy từ 0 đến 7 và ta test tất cả các đàn led. Ta test tất cả tấm đàn led. Sau đó ta delay một khoảng thời gian và ta cho tấm đèn led này sáng lên. Và ta thực hiện 8 lần như vậy, tức là trong cái phần lập và for này. Và vì ở vòng lập cuối cùng thì các đèn đều sáng, cho nên ta sẽ sử dụng tiếp một vòng lập for nữa để ta test tất cả các đèn. Và đây là chương trình công của chúng ta điều khiển hiệu ứng led của chúng ta sáng chạy từ trái qua phải. Thì ở đây ta cũng sử dụng vòng lập for. Vòng lập for này nó sẽ thực hiện tóm lần các cái câu lệnh này. Đầu tiên là chúng ta sẽ test tất cả các đàn led. Sau đó là ta sử dụng biến chạy, biến rin 1 này. Đầu tiên là ta bật đàn led số 0. Tức là số 0 thì tương đương với lại là chân 2 của chúng ta. Sau đó ta delay một thời gian và ta tan biến rin lên một đơn vị. Và ta tiếp tục thực hiện. Lần thứ hai là ta cho đàn led. Lần thứ hai là ta test tất cả các đàn. Sau đó ta cho đàn led số 2 sáng. Và tương tự là cho ta test tất cả và cho đàn led số 3. Và cuối cùng là đến đàn led số 7. Và khi cái biến chạy này lớn hơn 7 thì ta gắn cho biến chạy này bằng 0. Và ở đây là chương trình để chúng ta test tất cả các đàn. Bởi vì là khi nó chạy từ đến đàn số 8 thì đàn vẫn sáng, cho nên là ta sẽ sử dụng câu lệnh này để chúng ta test cái đàn số 8 đi. Cũng tương tự, ở chương trình hiệu ứng lấy sáng chạy từ phải sang trái thì chúng ta sẽ cũng sử dụng là for. Nhưng ở đây là ta gắn biến đầu tiên là ta cho sáng là biến chạy của ta là rin 2. Thì đầu tiên ta gắn cho nó bằng 7, tức là ta sẽ cho đèn số 7 sáng trước, sau đó đến đèn số 6, rồi sau đó đến đèn số 5. Ở đây là biến chạy rin 2 của ta sẽ giảm dần, mỗi lần nó giảm đi một đơn vị. Và đây là chương trình để chúng ta test tất cả các đàn. Xong ta bật đèn số 7, xong ta test tất cả các đàn, ta bật đèn số 6. Tiếp theo là cũng tương tự là ta test cả các đàn, ta bật đàn số 5 cho đến đàn số 1. Biến chạy giảm từ 7 xuống 0 và nhỏ hơn 0 thì ta sẽ gắn lại cho biến chạy số 2 sẽ bằng 7. Và đây là câu lệnh để chúng ta test tất cả các đàn. Ở chương trình led sáng dồn và test dồn từ trái qua phải thì ở đây ta sử dụng một biến static. Biến này là nó chỉ gọi một lần duy nhất trong cái chương trình của chúng ta. Ở đây ta sử dụng biến chạy là run 3. Thì sáng dồn ở đây là ta đầu tiên á, là ta sẽ sử dụng vòng lập for. Ta cho y chạy từ 0 đến 7. Y cộng cộng là ở đây ta mỗi lần chạy là ta tan lên biến lên một đơn vị. Và đầu tiên là ta sẽ test tất cả các đàn led đi. Tiếp theo là ta sẽ cho led nó sáng dồn. Ở đây trong câu lệnh này thì đầu tiên á, là trong cái vòng lập for thì đánh qua bắt đầu bằng 0. Thì ta cho đàn led số 0, tức là trong cái mỏng này, tức là phần tử ở số 2. Thì ta cho đàn led số 1 sáng trước. Sau đó ta delay một thời gian, ta tiếp tục. Ở đây ta vẫn còn trong cái vòng lập for này, ta cho đàn led số 2 sáng. Tiếp theo là trong đó là đàn led số 1, số 2. Tiếp theo là ta cho đàn led số 3 sáng, thì số 1, số 2, số 3 vẫn còn sáng. Tương tự là lấy đàn led số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Cũng tương tự như ở đây thì ta cho đàn led nó tắt. Thì ta sẽ sử dụng câu lệnh là digitalize. Và đầu tiên là ta sẽ cho đàn led số 0 tắt trước. Tức là vị trí số 0, tức là đàn led số 1 tắt trước. Rồi đến số 2, số 3, là cuối cùng là đến số 8. Và ở câu lệnh, ở chương trình công lấy sáng dồn từ phải qua trái thì nó cũng tương tự. Ở đây là câu lệnh để chúng ta test tất cả các đàn. Và đây là các câu lệnh để cho ta cho lấy sáng dồn. Ở đây nó sáng từ
Vị trí số 7. Vị trí số 7 tức là lấy số 8 để sáng về đến lấy số 1. Và ở đây là câu lệnh để chúng ta test tất cả các lấy. Bắt đầu ta test từ lấy số 8 đến lấy số 1. Và cái chương trình câu mà lấy sáng dồn từ ngoài vào trong thì ở đây là đầu tiên ta cũng test tất cả các đằng lấy. Sau đó ta cho hai lấy ngồi cùng là lấy số 1 và lấy số 8 sáng trước. Sau đó ta cho lấy ta delay một thời gian, ta cho lấy số 2 và lấy số 7 sáng. Sau đó là số 3 và số 6. Tương tự khi test thì ta cũng test từ ở bên ngồi test vào, tức là ta test lấy số 1 với số 8. Số 2 rồi đến số 7. Số 3 rồi đến số 6. Ở đây ta sẽ test lấy số đầu tiên là ta test lấy số 1 và lấy số 8. Sau đó ta test lấy số 2 và lấy số 7. Sau đó ta lấy số 3 và số 6. Đây là số 4 và số 5. Và lấy sáng dồn và test dồn từ trong ra ngoài thì cũng tương tự. Đây là câu lệnh để chúng ta test tất cả các lấy. Sau đó ta sẽ cho các lấy ở phía trong sáng trước là số 4 và số 5 sáng trước. Từ đến số 3, số 6, đến số 2, số 7 và đến số 1, số 8. Và khi test thì ta cũng test tương tự. Đây là các câu lệnh để chúng ta test dồn. Và cuối cùng là chương trình công để chúng ta điều khiển các lấy sáng sang kẻ. Thì ở đây ta cũng có câu lệnh quen thuộc là ta test tất cả các đằng lấy đi. Sau đó ta điều khiển. Đầu tiên là ta có cái biến chạy. Ta khai bố một biến chạy run num. Và ở đây ta sẽ cho là run num bắt đầu bằng 0, chạy đến 8 và mỗi bước chạy là ta tăng lên 2 đơn vị. Thì ở đây ta trong cái bằng lặp for này thì nó sẽ thực hiện là đầu tiên là 0, sau đó là cộng 2 đơn vị là 2, 4, 6, vân vân. Thì ở đây là lấy, ta cho lấy này là lấy lẻ sáng trước. Cũng tương tự là ta cho sáng xong rồi ta cho test. Ở đây là ta test tất cả các đàn. Và ở đây là câu lệnh là ta cho lấy chẵn sáng. Tức là phần tử lẻ. Cái phần tử trong biến mãn này mà lẻ thì là ở ngoài đây là số chẵn, ở ngoài đây là lấy chẵn của chúng ta. Và code của chương trình này tôi sẽ để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể download về và nghiên cứu. Bây giờ tôi sẽ nộp code vào bộ mạch Uno để chạy mô phỏng để cho các bạn quan sát. Ở đây tôi để delay là 2 giây của mẫu hiệu ứng để chúng ta quan sát. Bây giờ tôi sẽ nộp code của chương trình. Hiện tại nó còn code cũ như này, nó đàn của chúng ta nó sáng. Bây giờ code của chúng ta đã nộp xong. Nó chạy hiệu ứng thứ nhất là nó nhấp nháy. Đàn chúng ta sẽ nhấp nháy và nhấp nháy 8 lần. Thấy hiệu ứng thứ nhất. Bây giờ chuyển sang hiệu ứng thứ hai là lấy chúng ta xoắn chạy từ trái qua phải. Và hết hiệu ứng thứ hai, sang hiệu ứng thứ ba là lấy của chúng ta sẽ xoắn chạy từ phải qua trái. Hết hiệu ứng thứ ba, sang hiệu ứng thứ tư là lấy của chúng ta sẽ xoắn dồn và tép dồn từ trái qua phải. Xoắn dồn bây giờ tép dồn từ trái qua phải. Và hết hiệu ứng thứ tư chuyển sang hiệu ứng thứ năm. Lệnh lấy của chúng ta sẽ xoắn và tép dồn từ phải qua trái. Bây giờ tép dồn từ phải qua trái. Hãy hiệu ứng thứ 5 chuyển sang hiệu ứng thứ 6. Lệnh lấy của chúng ta sẽ xoắn và tép dồn từ hai bên vừa trong. Sang hiệu ứng thứ 7. Lệnh lấy của chúng ta xoắn và tép dồn từ trong ra hai bên.
và hiệu ứng cuối cùng là lát của chúng ta sẽ sáng tác sang kẻ 8 lần. Và sau đó sẽ lặp lại một chu kỳ mới. Bây giờ tôi sẽ thay đổi delay để hiệu ứng của chúng ta nó chuyển động đẹp hơn. Tôi sẽ bỏ các delay này đi. Tôi bỏ các delay giữa các hiệu ứng. Và tôi cho cái delay này nhỏ lại khoảng 500, tức là 0.5 giây. Bây giờ chúng ta sẽ nộp lại code để các bạn quan sát trở lại. Code của chúng ta đã nộp xong. Bây giờ cái hiệu ứng nó sáng nhanh hơn, nhấp nháy nhanh hơn. Và nó chuyển hiệu ứng giữa các hiệu ứng thì nó sẽ được mượt hơn. Giờ là led của chúng ta sẽ sáng dần. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.